Anh chàng này đang phát livestream trực tiếp trên tất cả các thiết bị di động. Tất cả mọi người lúc này vẫn nghĩ anh có vấn đề về não. Thì chỉ một phút sau khi có những người đầu tiên bị anh ta bắn chết. Đúng vậy, tên sát nhân đã giết người thông qua màn hình. Đám đông khi này bắt đầu hoảng loạn và chạy trốn. Còn tên sát nhân thì vẫn đang xả súng điên cuồng. Ngày càng có nhiều người chết dưới anh ta hơn. Vậy anh ta là ai mà có thể làm được như vậy? Mời các bạn cùng mình theo dõi bộ phim cực hay này nhé. Đây là ông Siki, một người thất bại trong cuộc sống. Cho dù ông đã cố lo cho gia đình của mình, nhưng các thành viên lại chẳng hề coi trọng ông. Vợ con thì khinh thường vì ông là một người kém cỏi. Ở công ty thì bị sếp la mắng khiển trách chỉ vì Siki không làm việc gì lên hồn. Đã thế ông còn đang bị căn bệnh ung thư quái ác, khi nó đã lan ra toàn bộ cơ thể ông. Nếu cứ như thế này thì ông sẽ sớm đi gặp ông bà ông vải. Biết được tin mình sắp chết mà Siki vô cùng tuyệt vọng. Ông muốn thông báo cho các con biết thì lại bị cô con gái chặn họng, nói ông không được đến trường của cô vì lần trước bạn cùng lớp của đã nghĩ Siki là ông nội của mình. Nghe thấy con gái nói đến đây thì ông cũng chả biết nói gì nữa. Rồi ông cứ thế trầm mặc một mình chạy thoát khỏi ngôi nhà đó cho đến một công viên. Ở đây cũng có một cậu thanh niên tên Hiro. Cậu ta thì cũng thảm không kém gì Siki, khi gia đình anh cũng chẳng hề hạnh phúc. Còn chưa kịp làm quen thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện ánh sáng lạ. Ngay sau đó ánh sáng đó lao dầm xuống hai người họ. Nhưng kỳ lạ, qua đêm đó Siki lại chẳng hề hấn gì. Không những thế, bây giờ ông tia gái mà không cần kính. Trong người ông thì có rất nhiều thay đổi lạ. Khi hút một lèo cái đã hết sạch bát canh cua mà vẫn cảm thấy thòm thèm, làm ông phải chạy thẳng vào vòi nước uống cho đã cơn khát. Từ trước đến giờ chưa khi nào ông làm như vậy, khiến cả nhà đều cảm thấy kỳ lạ. Siki cũng không thể hiểu được bản thân và nghĩ đây là dấu hiệu của bệnh ung thư tái phát. Đúng lúc này tay ông tự nhiên bốc khói. Ông lại càng cảm thấy sợ hãi, nhưng khi cởi áo ra thì lại chẳng có hiện tượng gì. Khi sờ soạn kiểm tra, không may bấm vào một nút trên cổ tay, làm cho cánh tay Siki lòi ra một họng súng. Đã thế nó còn phun ra bát canh của ông mới hút khi nãy, khiến cho Siki bị đứng hình mất 5 giây. Chưa kịp sốc lại tinh thần thì ông lại vô tình bấm phải nút trên cổ, làm cho đầu của ông bị bừa ra, bên trong lại toàn là máy móc. Và tất cả cơ thể của Siki khi này là robot được che phủ bởi lớp da bên ngoài. Chính buổi tối hôm trước khi bị luồng sáng lạ đâm vào người, đó thực ra là một phi thuyền của người ngoài hành tinh. Cú va chạm đã làm hai người ở đó tử vong. Vì để che giấu sự xuất hiện của họ, mà người ngoài hành tinh đã tái tạo lại hai thân thể để hai người được sống lại. Và anh chàng Hiro khi này cũng có một thân thể giống y như ông Siki. Thậm chí cậu ta còn biết điều khiển khả năng trước ông Siki. Hiro tìm đến người bạn thân Iaker để thể hiện khả năng đó. Chỉ cần chỉ tay một cái là con chim đang bay đã bị bắn hạ, hay thậm chí giơ tay điều khiển ô tô mà chẳng cần phải lái. Chứng kiến những việc làm phi thường đó, Iaker đã không thể tin vào mắt mình, mồm há hốc nghĩ đây chỉ là ảo giác. Nhưng khi Hiro cởi áo và một cơ thể máy móc hiện ra, thì Iaker mới tin đây chính là sự thật. Tuy rằng mang cơ thể máy móc nhưng tính cách thì vẫn hoàn toàn không thay đổi. Như ông Siki khi biết sếp sẽ đuổi việc mình, thì vẫn dáng vẻ van xin vì công việc này ông không thể để mất. Cho dù như vậy thì sếp vẫn quyết đuổi việc một con người kém cỏi như ông. Cũng vì thế mà ông Siki chỉ biết rời khỏi công ty, mà khi ra đến ngoài lại chẳng may thấy một con chim đã chết. Thương tình cầm con chim đó lên thì đột nhiên mắt ông hiện ra trạng thái chữa trị. Con chim ngay sau đó được ông cứu sống. Kỳ lạ hơn là trong đầu ông lúc này liên tục vang lên tiếng kêu cứu của một bệnh nhân. Đi theo tiếng cầu cứu đó, ông tìm đến được một bệnh viện, vẫn với cách ông cứu chú chim. Và lần này một cậu bé đã được ông mang từ cõi chết trở về. Làm được việc tốt, ông Siki đã rất tự hào và tìm ra những mục tiêu sống mới. Chuyển cảnh lúc này ở trường học, khi Iaker đang bị bọn đầu gấu bắt nạt, thì Hiro đã ra tay giúp bạn làm cho cả đám đầu gấu xanh mặt. Cũng may Iaker đã ngăn cản chứ không chắc chắn đã xảy ra án mạng. Chính những hành động đó của Hiro đã được một bạn nữ cùng lớp để ý đến. Cô là Zion ngay sau giờ học đã chặn đường Hiro để tỏ tình với cậu, nhưng Hiro lại chẳng hề quan tâm và cứ thế bỏ đi. Hiro là một đứa trẻ bất hạnh, cậu có một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ cậu đã ly hôn vì người cha bội bạc và lăng nhăng. Khi này ông đã có một gia đình mới, để cho mẹ cậu phải vùi đầu đi làm phụ bếp trong một quán ăn. Cũng vì thế mà Hiro cũng không hề ưa bố mình. Nhưng vì hôm nay là ngày bố cậu phải đưa tiền trợ cấp, cho dù không muốn thì cậu vẫn phải đến nhà bố để lấy tiền. Tuy rằng gia đình của bố khi này cũng rất là yêu quý cậu, nhưng những vết thương mà ông để lại cho mẹ là không thể tha thứ. Trong phút bồng bột, cậu đã có ý định giết chết bố ruột. Dù gì thì đây cũng là người sinh ra cậu, nên cuối cùng cậu vẫn không thể ra tay. Mà nạn nhân thế mạng lại là một gia đình gần đó. Cậu giết gia đình đó chỉ vì họ đang được hạnh phúc, mà người như Hiro lại chưa khi nào cảm nhận được điều đó. Chính vì thế cậu đã nhẫn tâm ra tay giết hết bọn họ. Khi Hiro đang giết người thì ông chú Siki lại ra sức cứu người. Ngày hôm nay ông đã mang lại sự sống thêm cho mấy người nữa. Đúng lúc này Siki nghe thấy tiếng cầu cứu của một cô gái. Khi mà ông tìm được đến nơi thì đã quá muộn. Cô gái đó đã bị Hiro giết hại. Tiến vào kiểm tra thì ông còn bị Hiro bắn cho một phát. Nhưng cậu ta không hề biết rằng Siki cũng có năng lực như mình. Đến khi tỉnh lại chạy ra được đến ngoài thì đã thấy Hiro bay đi. Hôm sau trên TV đã đưa tin về vụ thảm sát, nhưng họ lại không tìm được manh mối gì. Tuy rằng như vậy nhưng cậu bạn Iaker đã nghi Hiro làm ra việc đó. Còn Hiro thì nghĩ mình đã thành thần, vừa sẽ bảo vệ cậu bạn thân Iaker khỏi nguy hiểm.
Tuy là được bảo vệ nhưng Iago lại chẳng hề thích, vì biết những tội lỗi của Hiro gây ra cậu đã rất sợ người bạn này, mà bảo Hiro đừng bao giờ tìm đến mình nữa. Khi mà vừa bị người bạn thân gạch mặt, về nhà cậu lại nhận được một tin xấu. Người mẹ cậu luôn coi trọng lại bị ung thư giai đoạn cuối, và bắt cậu về sống với người bố đáng ghét. Những sự đả kích quá lớn khiến Hiro gần như bị suy sụp. Còn khi này ông chú Shiki cũng chẳng khá hơn. Khi người vợ đã biết mấy ngày nay ông không đi làm, con gái thì muốn bỏ học, con trai đến trường thì toàn bị bạn bè bắt nạt. Ông thực sự quá thất vọng về bản thân. Chính người trong gia đình ông còn không bảo vệ được thì có thể bảo vệ ai? Ông chỉ biết tự trách bản thân yếu kém. Mà cũng đúng lúc này trong đầu ông vang lên tiếng cầu xin của Iago. Anh xin cho Hiro dừng tay lại không giết người nữa. Chính những lời đó đã khiến ông Shiki đứng lên. Ông quyết định người ta dùng năng lực để hại người thì ông sẽ dùng để cứu người. Đi theo tiếng kêu cầu của Iago, ông tìm được đến nơi. Đó chính là công viên đã biến ông và Hiro thành robot. Sau khi hai người nói chuyện thì hai người quyết định sẽ ngăn cản Hiro. Nhưng điều quan trọng nhất khi này là nâng cao sức chiến đấu cho Shiki. Khi mà ông Shiki vẫn chăm chỉ rèn luyện thêm kỹ năng, thì bên này phía cảnh sát đã điều tra ra vụ thảm sát và tìm đến Hiro. Biết rằng đã bị bại lộ, Hiro quay đít bỏ chạy. Cho dù phía cảnh sát có đông thế nào thì cũng không bắt được cậu. Và cứ thế cậu bay vút đi khiến phía cảnh sát cũng phải bó tay. Ngay sau đó Hiro đã bị phát lệnh truy nã. Cô nàng Zion cũng biết chuyện nhưng cô không tin người mình thích lại như vậy. Sau đó cô may mắn tìm được anh. Vì tình cảm của mình, Zion đã dẫn Hiro về nhà. Gia đình cô chỉ có cô và bà. Còn phía ông Shiki thì cũng đã bước đầu thành công. Nhưng cứ dùng sức một tí là ông lại khát nước. Chai nước của ông uống là một chai nước muối. Ngay sau đó ông cảm thấy tức ngực và cánh tay thì phụt ra chỗ nước vừa uống. Cũng vì thế mà họ phát hiện điểm yếu của cơ thể robot là muối. Còn khi này tin tức đang được phát trên TV. Các báo đài đang không ngừng công kích mẹ của tên sát nhân. Do không chịu nổi áp lực dư luận mà bà đã tự vẫn ngay sau đó. Điều này là một sự đả kích vô cùng lớn với Hiro. Cậu quyết sẽ trả thù cho mẹ, những kẻ nào công kích mẹ cậu đều sẽ phải chết. Cứ như vậy rất nhiều người đã chết dưới bàn tay của Hiro. Nghe thấy tiếng động lạ trong nhà bếp, Zion đi vào kiểm tra. Và anh đã sáng tỏ thân phận robot của mình cho Zion xem. Rồi hắn bế cô bay cao lên trời. Zion thì cũng chỉ biết gào thét trong sợ hãi. Nhưng vì tình yêu với tên sát nhân mà cô vẫn chấp nhận Hiro. Còn Hiro cũng từ đây sẽ coi cả thế giới là kẻ thù. Và chỉ bảo vệ một mình Zion. Khi mà đã bình tĩnh trở lại, Zion đợi cho tên sát nhân yên tâm nghỉ ngơi. Cô mới dám xuống bếp uống một chút nước cho đỡ sợ. Thì ai ngờ khi lúc quay trở lại đã có nguyên một đội đặc nhiệm đợi sẵn. Hiro cũng đánh được hơi mà chạy ra cứu Zion. Cảnh sát thì điên cuồng xả súng về hai người. Bằng sự phẫn nộ, Hiro đã quay lại chống trả. Chỉ một cái vẩy tay, tất cả đội đặc nhiệm đã bị giết không chừa một ai. Nhưng không may cho Zion đã bị trúng hai viên đạn và tử vong. Một chút nhân tính cuối cùng của Hiro đã đi theo cái chết của Zion. Mọi thù hận trong anh bộc phát. Hiro xâm nhập vào các thiết bị thông minh. Anh bắt đầu trả thù toàn bộ đất nước Nhật. Mới đầu mọi người vẫn không tin và cho rằng đó là một trò lố bịch. Chỉ ngay sau đó một vài người bị giết. Khi tất cả trở lên hoảng loạn, mọi người khi này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Họ bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Cả thành phố rơi vào hỗn loạn. Nhưng tiếng kêu cứu vang lên ở khắp mọi nơi. Cũng vì thế mà ông Shiki đã nghe được. Ông ngay lập tức cũng dùng năng lực để livestream, bảo tất cả mọi người tắt nguồn điện thoại và không sử dụng các thiết bị máy tính, TV, điện thoại để tránh Hiro giết hại. Cũng chính vì thế mà Hiro khi này cũng đã biết có một người nữa có năng lực giống mình. Hắn dùng tên lửa bắn thẳng vào các tòa nhà cao tầng để khiêu chiến với Shiki. Nhận được lời thách thức tuy rất sợ nhưng Shiki vẫn chấp nhận lời khiêu chiến. Vì lúc này chỉ có mình ông mới ngăn cản được tên sát nhân. Khi mà Hiro vẫn đang giảng giải đạo lý thì Shiki đã cho hắn ăn một viên đạn thẳng đầu. Và cuộc chiến của hai đã chính thức bắt đầu. Hai người giật đuổi nhau trên không. Do chưa thần thực bay mà Shiki đã mấy lần suýt hút đầu vào các tòa nhà. Đã thế đúng lúc này trong đầu ông vang lên tiếng cầu cứu của con gái. Cô đang bị thương và mắc kẹt tại một tòa nhà gần đó. Chỉ chăm chú đi cứu con gái mà ông đã không để ý tên sát nhân đang bám đuổi. Vì thế mà Shiki đã bị hắn bắn cho liên tục vào lỗ hậu. Không thắng được thì Shiki lại ra sức thuyết phục Hiro dừng tay. Khi mà đã dùng quá nhiều thể lực thì Hiro cảm thấy khát. Nhưng chưa kịp uống thì Shiki đã bắn thủng chai nước đó. Rồi lấy chai nước của ông ra dụ hắn ta. Ai ngờ Hiro lại dính bẫy thật. Đó chính là chai nước muối Hiro không biết vẫn uống lấy uống để. Khi đã nạp đủ năng lượng thì hai người lại tiếp tục chiến đấu. Shiki dẫn dụ hắn bay cao tít ra ngoài không gian. Lúc này nước muối mới có tác dụng, Hiro bắn ra toàn nước. Shiki lúc này mới ra đòn quyết định tiễn Hiro về chầu trời. Xử lý xong, Shiki mới quay đến cứu cô con gái. Sau một hồi nỗ lực cứu thì đứa con của ông đã tỉnh lại. Khi mà đang vui mừng thì ông lại bị tấn công. Tên sát nhân Hiro vẫn chưa chết, hắn đã trở lại và nhìn ngon trai hơn xưa. Hiro quay lại đánh ông Shiki thừa sống thiếu chết. Đến cô con gái cũng không nhận ra đó là bố mình. Không để cho Shiki giải thích với con gái, tên sát nhân đã lấy cây sắt giã liên tục vào đầu ông. Hai bố con tuy nằm rất gần nhưng khoảng cách lại chưa bao giờ xa đến thế.
khi tên sát nhân đã trực tiếp nhấc cô lên, hắn muốn cho con gái của Shiki phải thịt nát xương tan. Rồi Hiro thẳng tay thả cô từ trên đỉnh tòa nhà xuống. Đúng lúc này, bằng nỗ lực cứu con, ông Shiki đã kích hoạt được chức năng đặc biệt. Ông phi hết cỡ vào thẳng người tên sát nhân, làm người hắn bị vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh. Tiếp tục dùng tốc độ đó bay thẳng xuống cứu con gái. Cuối cùng bằng nỗ lực ông đã bắt được con. Sau khi cứu được con, ông đã không dừng lại và tiếp tục lao lên phía trên cứu người. Sự việc kết thúc, phía cảnh sát cũng tuyên bố tên sát nhân Hiro đã chết. Cho dù họ đến hiện trường chỉ tìm được những mảnh kim loại vỡ, còn gia đình Shiki đã trở lại êm đềm. Với ánh mắt của cô con gái nhìn thẳng vào người cha, nhưng ánh mắt đó là ánh mắt ngưỡng mộ dành cho ông. Cuối phim, Hiro bất ngờ xuất hiện trong nhà Iaka. Sự hận thù trong lòng Hiro đã hoàn toàn biến mất. Cậu đến đây chỉ muốn chào tạm biệt bạn thân rồi rời đi. Phim đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.